nay mình đi trao học bổng cho các anh chị nha. Đến hẹn lại lên nha, đây là năm thứ tư rồi. Để trao học bổng cho các bé bị mất cha mất mẹ trong mùa Covid đó. Và Hưng hỗ trợ phần học bổng cho con tới năm lớp 12 thì thôi đó. Vào trong nha, mình gặp mọi người nha. Là chặng đường 6 năm lo hỗ trợ học phí cho 100 bé có hoàn cảnh khó khăn vì mất cha mất mẹ trong mùa Covid, đã đi được tới năm thứ tư rồi. Từ 2021 tôi nhớ cái năm đầu tiên là tụi Hưng phải đến từng nhà luôn, có những gia đình ở tận Thủ Đức xa xôi, có những lúc đó dịch đó khó khăn lắm, không dễ dàng tí nào cả. Rồi tới đó rồi phải đeo khẩu trang, rồi phải ôi trời ơi, đủ thứ kiểu để mà có thể tiếp cận được để trao học bổng cho con đi học tiếp tục. Năm nay năm thứ tư rồi, còn 2 năm nữa thôi. Ở thời điểm đó thì tụi Hưng cam kết là lo cho các con học tới lớp 12. Thì còn 2 năm nữa. Đúng rồi, có những con thì bây giờ đã ra khỏi ở trường rồi, tốt nghiệp luôn rồi đó. Thì sau đó những bé còn lại tiếp tục lên nữa, thì mình tiếp tục cái hành trình như vậy đó. Lần nào gặp các con cũng có thật nhiều cảm xúc, nhìn thấy sự trưởng thành, chững chạc trong từng phát biểu. Hôm nay con xin phép được đại diện cho 82 bạn học sinh có mặt trong buổi lễ trao học bổng ngày hôm nay để gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với chú Đào Minh Hưng, các cô chú anh chị thành đoàn. Chúng con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để trở thành một người có ích cho xã hội và để không phụ lòng các cô chú anh chị. Cảm thấy cho mình một cái sự an ủi với bản thân mình đã chọn đúng để làm cái điều mà xã hội rất cần lúc bây giờ. Và như chia sẻ đó, cái quỹ của Polo Love là lúc đầu cũng xuất phát từ cái tiền một món quà từ sinh nhật của Hưng cho người bạn tặng khá lớn. Nói chính xác là người mẹ đỡ đầu của Polo để Hưng có chia sẻ với mẹ của Polo muốn dùng số tiền đó để làm thành cái quỹ của Polo. Người ấy đồng ý, tán thành và đồng hành cùng với Hưng. Cho nên là rất là nhiều những cái đợt khác nhau, sửa trường, rồi lo cho rất nhiều những mảnh đời khó khăn khác nữa trong cái từ của quỹ Polo Love đó. Nên là cái đợt bão rồi cũng đã bay sập luôn 200 người còn lại luôn đó. Nên là cái tiền này không phải là tìm các ngóc ngách khác, các quỹ khác của mình, và bên cạnh sự yêu thương đồng hành của những người bạn, người thân gia đình Hưng đi tiếp chặng đường các con. Và trong thời gian sắp tới tôi đợi sang năm đi hát trở lại thì lúc đó sẽ có cái phần mà thu nhập đó để tiếp tục cái nối tiếp cái quỹ học bổng này tận năm sau là không có lo. Tháng 10 của năm tới là không có lo. Tháng 4, tháng 5 đi hát đại rồi cho nên không có lo thế nào cả. Nhưng mà cái việc hàng năm đóng học bổng cho các con để đi học thì như Hưng chia sẻ đó, là tháng 6 nè, trung thu nè, Tết nè, luôn luôn có phần quà. Nó gần như một năm tới 3-4 lần như vậy lần đó. Đó, chia sẻ những yêu thương, những gì mình có thể kiếm được. Hưng chia sẻ cái điều này để nhân rộng ra cái việc làm này, để cho nhiều mạnh thường quân có thể chọn các con để đi tiếp con đường đại học, hoặc là các anh chị ở nước ngoài đó, những người thành đạt thấy được hoàn cảnh của con, có thể chia sẻ bao dung và lo lắng cho các con thêm nữa. Thông qua cái việc làm này, Hưng cũng muốn nói rằng là Hưng cũng muốn chia sẻ cái thành công của mình, trách nhiệm của mình đối với xã hội, giáo dục cho con mình biết chia sẻ, biết yêu thương và biết quan tâm đến những người khó khăn hơn mình. Trong suốt chừng đó năm qua, các con đã vững vàng, bản lĩnh vượt qua rất nhiều thử thách. Cái thử thách lớn nhất, khó khăn lớn nhất là không còn người thân bên cạnh. Các con đã vững vàng trụ được bên sự yêu thương của xã hội và các mạnh thường quân khác nữa. Thì chú Hưng xin chúc cho các con có thêm sức mạnh và nghị lực. Các con sẽ nói với bố mẹ của mình rằng là mỗi đêm con thắp nhang cho ba mẹ đó, đó là ba ơi, mẹ ơi, con đã làm được việc như thế này, làm cho ba mẹ hãnh diện vì con. Ba mẹ hãy yên tâm nhé. Mong các con sẽ học giỏi,
khỏe mạnh, bình an và sẽ nhận được nhiều nhiều yêu thương của xã hội hơn nữa.